Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Món Ăn Ngon Dễ Làm xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món lươn kho tiêu, một món ăn ngon rất là dễ làm, lươn thì rất là ngọt mát, ăn rất là bổ dưỡng luôn. Còn tiêu có vị cay cay, vị hương thơm rất là chưng, rồi kết hợp thêm một số gia vị và một số nguyên liệu khác nữa, tạo nên món lươn kho tiêu rất là thơm ngon tuyệt vời. Và món này ăn khỏi phải nói rất là hào cơm lắm luôn. Các nguyên liệu và các gia vị của mình thì gồm có 6 con lươn. 6 con lươn này mình đã làm sạch rồi đó quý vị. Khoảng hơn 300 g lươn nhỏ nhỏ nhưng mà rất là ngon. Các trái ớt, củ hành tím, các tép tỏi, 2 cọng hành lá. Và nguyên liệu không phải thiếu đó là tiêu xay. Gia vị thì gồm có muối, bột ngọt, bột niêm, đường cát, nước màu, dầu ăn và nước mắm. Các nguyên liệu và các gia vị thì cũng rất là đơn giản. Và bây giờ mình bắt đầu tiến hành mình làm nghe quý vị. Các cọng hành lá thì mình sẽ sắc nhỏ nhỏ ra luôn. Để khi nào lươn kho tiêu của mình chín thì mình sẽ cho vào. Củ hành tím thì mình đập cho nó dập dập. Rồi sau đó mình băm cho nó thật là nhuyễn ra luôn. Tương tự thì các tép tỏi mình cũng đập cho nó dập dập. Rồi sau đó mình cũng băm cho nó thật là nhuyễn ra luôn. Một phần thì nữa mình sẽ ốp vào trong dĩa lươn. Còn một phần thì để mình phi trước khi mình kho lươn với tiêu. Ớt thì mình sẽ băm nhỏ nhỏ ra luôn. Để khi nào mà lươn kho tiêu của mình chín mình sẽ cho vào. Hôm nay mình sử dụng ớt cũng rất là nhiều luôn. Lươn thì mình sẽ cắt ra khoảng 2-3 phân nghe quý vị. Tương tự thì các con lươn còn lại mình cũng cắt khúc khúc ra cũng khoảng 2-3 phân như vậy luôn. Mình cắt làm sao cho nó vừa ăn nghe quý vị. Và bây giờ mình sẽ ướp các gia vị vào trong dĩa lươn. Thì mình cho 1/3 muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1/3 muỗng cà phê bột niêm, khoảng 1 muỗng cà phê đường cát. Nước mắm thì mình cho cũng khoảng 1 muỗng canh nước mắm. Tiêu xay thì mình cho cũng khoảng 1 muỗng cà phê tiêu xay. Tỏi và hành tím băm này quý vị, mình cho cũng một ít vào luôn. Hành lá thì mình cho cũng một ít vào luôn. Nước màu thì mình cho cũng khoảng 1 muỗng canh nước màu vào. Sau khi mà đã cho các gia vị và các nguyên liệu vào trong dĩa lươn rồi thì mình sẽ đảo đều lên. Rồi sau đó mình để khoảng 15 đến 20 phút trước khi mình kho nghe quý vị. Tại vì mình để càng hơi lâu thì các gia vị nó sẽ càng thấm sâu vào các khúc lươn. Rồi sau đó mình kho nó sẽ đậm đà hơn và thơm ngon hơn. Các gia vị thì cũng tùy theo khẩu vị gia đình mình nha quý vị. Mà mình ốp sao cho nó vừa ăn hợp với khẩu vị ở nhà mình. Và bây giờ mình bắt cái nồi đất lên. Rồi mình cho dầu ăn vào. Hôm nay mình kho trong cái nồi đất này luôn nghe quý vị. Khi nào mà dầu nóng lên thì mình sẽ cho tỏi và hành tím vào để mình phi. Trong lúc mình phi thì mình cũng đảo đều cái phần tỏi và hành tím của mình nghe quý vị. Để cho tỏi và hành tím của mình nó sẽ vàng đều lên. Và sau một hồi phi đó quý vị, tỏi và hành tím nó cũng đã vàng óng ánh này, rất là thơm rồi đó quý vị.
thì mình sẽ cho nguyên dĩa lương vào. Dĩa lương này nãy giờ mình ướp thì nó cũng đã gần 20 phút rồi, các gia vị nó cũng thấm rất là sâu vào các khúc lương rồi. Và bây giờ mình sẽ cho vào trong nồi đất mình kho. Trong lúc mình kho thì mình cũng đảo tới lui nha quý vị, để cho lương của mình nó sẽ thấm đều hơn. Và sau một hồi kho thì lương nó lên màu rất là đẹp rồi, thì mình sẽ cho thêm một ít nước lọc vào. Mình tận dụng cái dĩa ớt lương hồi nãy luôn, rồi mình rót nước lọc vào để mình cho vào trong nồi đất mình kho lương. Và trong lúc kho thì mình cũng đảo tới đảo lui vài lần nghe quý vị. Và sau một hồi kho đó quý vị, lương nó lên màu rất là đẹp luôn, cũng đã gần chín rồi đó quý vị. Và mình đảo thêm một lần nữa, rồi mình kho thêm cũng khoảng 2-3 phút nữa là được rồi nghe quý vị. Hôm nay mình kho sạch sạch lại luôn. Lương thì ở miền Tây rất là nhiều và là đặc sản ở miền Tây luôn đó quý vị. Làm được rất là nhiều món ngon, trong đó có món lương kho tiêu rất là thơm ngon tuyệt vời và làm rất là nhanh, rất là mau và cách làm thì cũng rất là đơn giản luôn. Và sau một hồi thì lương kho của mình cũng đã chín rồi, thì mình sẽ cho hành lá vào. Và mình cho cái phần ớt sắc vào luôn. Và cuối cùng là tiêu xay. Thì mình cho cũng khoảng hơn một muỗng cà phê tiêu xay vào. Nhà mình ăn rất là cay cho nên mình cho tiêu vào cũng rất là nhiều nghe quý vị. Và ớt cũng rất là nhiều luôn. Sau khi mà cho tiêu vào rồi thì mình sẽ tắt lửa luôn. Cái nồi đất thì nó giữ cái độ nóng rất là lâu, cho nên mình tắt trước cũng khoảng 3-4 phút nghe quý vị. Đó, và bây giờ mình sẽ múc hết ra dĩa luôn, chuẩn bị mình dùng trong bữa cơm ở gia đình mình. Hôm nay mình kho 6 con lươn hơn 300 g, múc ra đầy dĩa luôn nè quý vị, rất là hấp dẫn luôn. Và bây giờ mình quay cận đây nè quý vị, nguyên dĩa lươn kho tiêu cũng đã chín rồi. Thịt lươn thì rất là ngọt, thanh, mát, ăn rất là bổ dưỡng luôn. Còn tiêu thì có cái vị cay, vị hương thơm rất là đặc trưng, rồi kết hợp thêm một số gia vị và một số nguyên liệu khác nữa, tạo nên món lươn kho tiêu rất là thơm ngon tuyệt vời. Món này mình ăn với cơm trắng nè, ăn với rau luộc, rau xào hay rau sống nữa là rất ngon tuyệt vời và đã thành phẩm rồi đó quý vị. Rồi, kênh Món Ăn Ngon Dễ Làm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, cảm ơn quý vị rất nhiều.